Và bây giờ, xin mời quý khách chúng ta sẽ đến với một bài quan họ quen thuộc, tiết tấu khá rộn ràng, bài hát quan họ Lý Thiên Thai, tốp nữ của nhà hát biểu diễn. Xin cảm ơn các liền chị quan họ của nhà hát. Thưa quý khách, thưa bà con, khi mà có điều kiện tôi đến nói chuyện cho một vài trường đại học, sinh viên người ta có hỏi thế này: tại sao trong ca từ của bài lại có câu là anh hai buông áo em ra, hoặc là chàng buông vạt áo em ra để em đi chợ kẻo đà chợ trưa, có ai cầm, có ai túm áo người ta mà lại phải hát như vậy? Tôi có nói với các bạn trẻ rằng là ngày xưa đó thì có một cái lề luật là trai gái thụ thụ bất thân,
Nghĩa là nếu là con trai con gái không phải là chồng, không được đụng chạm vào người nhau. Vì thế người con trai muốn giữ người con gái ở lại tâm tình nói chuyện, bạo dạn lắm, người ta cũng chỉ dám cầm vạt áo, túm vạt áo. Người về ta trả cho về, ta túm vạt áo, ta đề bài thơ, túm áo là đã bạo dạn lắm rồi. Chúng ta biết là trong quan họ có rất nhiều những dân ca khác, ví dụ như những bài Lý, Lý Cây Đa, Lý Quan Sáo, Lý Giao Duyên, vừa rồi là Lý Thiên Thai. Tất cả những điệu lý này đều được du nhập từ miền Trung, từ miền Nam. Trong quan họ có thể nói là có rất nhiều loại hình nghệ thuật, chèo, tuồng, dân ca khác đều có mặt.